Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc truy bắt hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Xuân Hà của tỉnh Hà Tĩnh. Hàng ngàn người đã được huy động, chó hiệp vụ cũng đã được tung ra để tìm kiếm. Vâng, và sau 3 ngày trốn khỏi trại giam Xuân Hà của Hà Tĩnh, khoảng 1 giờ 45 phút sáng 9 tháng 12, hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị công an phát hiện dấu vết nổ súng thị uy và bắt gọn. Ngay sau khi Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng bỏ trốn, trại giam Xuân Hà và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khoanh vùng và kiểm soát truy bắt. Huy động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Nhận định các đối tượng chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên, các lực lượng đã chia thành 3 mũi tấn công trên núi thuộc các địa bàn xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, đến khoảng 4 giờ chiều ngày 8 tháng 12, tổ công tác truy lùng phát hiện dấu vết nghi vấn liên quan hai phạm nhân bỏ trốn. Đến 1 giờ 45 phút sáng sáng 9 tháng 12, đã phát hiện Thành và Hoàng ẩn nấp tại địa phận xã Cẩm Lạc. Cảnh sát đã nổ súng thị uy, bắt gọn hai phạm nhân Thành và Hoàng. Sau khi bị bắt giữ, hai phạm nhân có biểu hiện đói, mệt và bước đầu khai do nhớ nhà, phát sinh tình cảm đột xuất nên đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Phạm nhân Phan Công Thành đang phải chấp hành hình phạt tù là hai bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên của Thái Nguyên cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù. Còn Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tính đến thời điểm bỏ trốn, Phạm Nhân Thành mới chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày và Hoàng thì đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày.